Có thể thời điểm này bạn đã nghe đến một tựa game có đồ họa low poly, nhìn như game trên Roblox, với lối chơi thì không khác gì Battlefield phiên bản low budget. Phải, tôi đang nói đến tựa game indie đang gây bão trên Steam trong suốt tháng vừa qua, chính là Battlebit Remastered. Tại sao nó lại nổi tiếng, và quan trọng hơn cả là tại sao nó lại thành công và trở thành cái tát thẳng vào thực trạng game FPS 3A ngày nay, mà thực tế thì Battlefield là bị dí nhiều nhất? Hãy cùng tôi đi tìm câu trả lời. Trước khi nói rõ về tựa game này, ta cần biết rằng đây không phải là một tựa game tầm thường nếu như chỉ nhìn vào đồ họa của nó. Thông qua Steam Chart, ta biết được trò chơi này từng đạt đỉnh gần 100.000 người chơi cùng lúc, thế nên rõ ràng là nó đang được cộng đồng game thủ ủng hộ nhiệt liệt. Có lẽ điều này không hoàn toàn bất ngờ trong bối cảnh game 3A ngày nay đã quá tập trung vào doanh thu lợi nhuận và coi thường game thủ. Vậy, Battlebit được bắt đầu từ đâu? Đến giờ học sử rồi, mở sách vở ra thôi. Battlebit được bắt đầu phát triển vào tháng 6 năm 2016, tức là tầm 7 năm về trước, bởi đúng 3 con người. Thiết kế trưởng SGT Okidoki, xin lỗi tôi không biết tên thật của anh ta, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, và Vilaskis đến từ Belarus, chính là hai người đầu tiên thực hiện dự án. Người còn lại có tên là Larry thì tham gia phát triển cùng sau này. Ban đầu đôi bạn thân SGT Okidoki và Vilakis hay làm các bản mod game và bắt đầu làm một tựa game đồ họa low poly có tên là Unturned và đưa nó lên Greenlight của Steam. Nếu bạn nào chưa biết thì Greenlight của Steam là một hệ thống cho phép game thủ bình chọn tựa game indie nào nên được bán trên Steam, và hóa ra Battlebit trước đây cũng từng thắng một cuộc bình chọn trên Greenlight chỉ trong vòng 9 ngày tính từ thời điểm đầu đăng tải trên nền tảng bán lẻ game trực tuyến này. Vào năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn với trang 80 Level, Vilakis đã nói: "Sau khi nghĩ kỹ, chúng tôi quyết định lựa chọn phong cách đồ họa low poly và bù lại bằng việc game sẽ sở hữu một gameplay có độ sâu với nhiều tính năng và cơ chế." Xem ra nhà phát triển của Battlebit không hề nói dối. Khi lục lại các video ghi lại quá trình phát triển tựa game này nhiều năm về trước, bạn có thể dễ dàng nhận ra đồ họa không hề thay đổi, thế nhưng tính năng và trải nghiệm game đã khác xa hồi xưa. Dường như họ đã đi theo đúng tôn chỉ Content is King ấy chứ nhỉ? Vậy gameplay của Battlebit có chiều sâu như thế nào, đủ để người chơi gạt hẳn phần đồ họa sang một bên chỉ để tập trung vào lối chơi ăn tiền của nó? Về cơ bản, Battlebit là một tựa game FPS trong một quy mô chiến trường rộng lớn, khi cho phép tới 127 người đối đầu với 127 người còn lại, 8 chế độ chơi, 6 loại lính, hơn 40 vũ khí khác nhau với khoảng 70 loại linh kiện phụ tùng gắn cho súng ống, và nó sở hữu tới 17 bản đồ chơi, trong khi game mới chỉ cấp Early Access như hiện tại. Mặc cho sự đồ sộ của các yếu tố gameplay không kém gì các tựa game 3A là thế, nhưng có lẽ điều khiến cho nó thành công hơn cả tới từ việc các nhà phát triển đã thay lại các yếu tố cốt lõi của gameplay. Khi thay vì để các nhân vật chuyển động và sử dụng vũ khí theo đúng kiểu Mil Sim, viết tắt của Military Simulator, mô phỏng quân đội, thì họ lại làm cho nó trở nên dễ chơi, phù hợp với game thủ đại chúng hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao ở đầu tôi lại nói nó là Battlefield phiên bản low budget. Giờ đây, nhân vật chuyển động nhanh hơn, rút súng hay vũ khí khác nhanh hơn, chạy nhanh hơn và nhịp độ của các trận đấu cũng vì thế được đẩy lên cao hơn. Rõ ràng làm game kiểu mô phỏng đúng quân sự thì quá kén người chơi. Dù hay đó, nhưng rõ ràng là không phải ai cũng dám làm như vậy. Cộng thêm với việc chỉ là nhà phát triển indie và không có nguồn lực hay kinh phí thì để tạo ra một tựa game mô phỏng như vậy thì rõ ràng các nhà phát triển đã chọn hướng đi đúng đắn cho Battlebit. Nhưng ngay đến đây, bạn sẽ tự hỏi, với gameplay dù thế thì cũng có gì ghê gớm lắm đâu. Nó cũng lắm là tốt thôi và chưa đủ để khiến Battlebit nổi bật giữa rừng game FPS như hiện tại. Cũng đúng thôi, vì những yếu tố gameplay này đâu hề mới lạ, nhưng Battlebit đặc biệt ở chỗ cách mà các dev đã khiến các yếu tố gameplay kết dính với nhau như Q502, Fresh New Sunmai. Để tôi giải thích nhé. Phải nói Battlebit dù có yếu tố fast pace trong gameplay nhưng nhà phát triển không hoàn toàn ép nó phải như vậy 100%. Trên thực tế, Battlebit cân bằng được việc này. Nếu bạn muốn nhanh nó sẽ đáp ứng, nếu bạn muốn chậm, chill và sử dụng súng ngắm để camping thì game cũng cho phép bạn làm điều đó một cách hoàn hảo. Bạn có thể chạy nhanh với khẩu SMG và xả cả băng giết một nhóm địch như cách bạn vẫn làm trong Call of Duty hay Apex Legends, hay bạn có thể dùng súng ngắm và từ từ ngắm nghía kẻ địch trước khi bắn. Chưa kể game có 6 loại lính, từ lính y, lính kỹ sư, lính tấn công, v.v. Game cho phép bạn có vô số cách chơi khác nhau để bạn thử. Và những phong cách chơi này ăn ý với nhau mượt mà đến nỗi bạn khó tin đây là game indie kiểu Roblox.
Cảm giác như người chơi thấy được sự đặc thù rõ ràng của các chủng loại lính, chúng được thiết kế phù hợp với lối chơi của bạn. Và bạn cũng dễ dàng thay đổi nếu một ngày trái nắng trở trời, bạn tự dưng thay đổi lối chơi ưa thích. Tốc độ di chuyển nhân vật match hoàn hảo với từng loại lính và vũ khí, để người chơi dùng súng ngắm thì như dùng súng ngắm thật, hay súng rifle thì cũng như cầm rifle thật. Đó còn là chưa kể, game cũng bổ sung những cơ chế mà bạn sẽ không nghĩ game indie như này sẽ có, như kiểm tra băng đạn, ngó đầu 180 độ mà không cần xoay cả cơ thể nhân vật, lấy đạn từ băng vẫn chưa dùng hết, và còn nhiều tính năng nữa mà khó tin là chỉ với 3 người có thể tạo ra mà chiêu đãi game thủ. Về bản đồ trong game thì sao? Chúng thực sự đa dạng và cảm giác rất logic. Địa hình trong các bản đồ là không thể một màu, thành ra sẽ cho bạn nhiều cách tiếp cận môi trường để xử lý tình huống như flanking, camping hoặc mỏ neo phòng thủ. Thế nên nếu khu vực này cảm thấy không ổn, bạn có thể đi sang khu vực khác trong bản đồ để thay đổi lại chiến thuật cách chơi. Không có giới hạn nào hết đặt ra cho bạn. Sau khi trải nghiệm tựa game này, tôi có cảm giác như Battlebit được sinh ra để hồi sinh lại những gì tinh túy nhất mà Battlefield từng có. Nhất là với bạn nào đã từng trải nghiệm Battlefield 2042, thì có lẽ hiểu cảm giác này nhất. Khi công bằng mà nói, đó có lẽ là tựa game Battlefield tệ nhất mà EA từng phát hành. Cũng có thể Battlebit được tung hô và ủng hộ nhiệt liệt vì chính Battlefield tệ dần đi và vô tình đưa Battlebit trở thành người nối dõi thành công. Thực tế rằng DICE đã thay đổi quá nhiều thứ trong Battlefield 2042 và có lẽ điều này khiến game thủ dần rời bỏ series game FPS vốn từng một thời là biểu tượng. Từ các loại lính đặc chủng riêng biệt cổ điển sang các loại lính kiểu hero shooter với những khả năng khác nhau, các bản đồ không cho phép người chơi phá hủy toàn bộ công trình như trước nữa. Thế nên, rõ ràng Battlefield 2042 thực sự không còn là Battlefield mà game thủ từng yêu mến. Đó cũng là cơ hội để Battlebit ra đời thế chỗ cho vị thế đó. Không biết có phải cố tình hay không, khi sau 2 tháng phát hành Battlefield 2042 thì Battlebit ra mắt bản beta cho phép chơi thử trong 1 tuần. Thời điểm đó chứng kiến nhiều fan của Battlefield đã từ bỏ series này để chuyển sang một tựa game siêu indie, nhưng lại cho họ cảm giác Battlefield hơn bao giờ hết. Để rồi bây giờ, các nhà phát triển của Battlebit có thể ngạo nghễ lên Twitter khoe game của họ đã đứng top 1 bán chạy nhất trên Steam. À không, lên X mới đúng chứ. Đó còn là chưa kể đến những yếu tố khách quan để khiến Battlebit thành công khi game yêu cầu cấu hình thấp với mức giá rất rẻ. Trong một bối cảnh hậu Covid và kinh tế chưa thực sự phục hồi, game thủ không cần phải hao nhoáng để theo đuổi cấu hình PC khủng, chơi 3A đỉnh cao, thì game rẻ và chất lượng chính là những gì Battlebit làm được. Đấy là chưa kể Battlefield 2042 có giá tận 70 đô, chứ không phải 60 đô, mà nó còn không có chế độ chơi chiến dịch single player nữa cơ chứ. EA mà. Tổng kết lại, Battlebit thành công nhờ nhiều yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, yêu cầu cấu hình thấp, giá rẻ, gameplay đơn giản nhưng có chiều sâu và sẽ còn được cập nhật nhiều thứ mới trong một thời gian dài sau này, được tạo nên chỉ với 3 nhà phát triển. Để rồi, Battlebit là một tựa game được hoàn thiện chỉn chu, chạy mượt mà, không bug glitch tràn lan. Vậy đó, công thức thành công đơn giản vậy thôi cũng đủ để tạo nên một Battlebit xuất hiện và phát triển như một cú tát vào ngành công nghiệp game mà vậy. Còn bạn thì sao? Bạn sẽ muốn thử con game Battlefield Low Budget phiên bản Roblox này chứ? Hãy để lại bình luận và đừng quên subscribe cho Phá Đảo để xem các nội dung gaming khác sắp tới nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!